Chào các cô chú, anh chị và các bạn. Hello cả nhà. Sài Gòn Mãi Nhớ đang có mặt ở đây là khu vực ngã tư Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Võ Văn Tần, là đường Trần Quý Cáp cũ. Hôm nay Sài Gòn Mãi Nhớ đi tham quan và thu hình trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn để giúp một chị khán giả ở hải ngoại có dịp nhìn ngắm lại ngôi trường cũ, nơi chị từng học từ năm 1982 đến 1985 đó cả nhà. Trường Lê Quý Đôn là một trường công lập trực thuộc Sở Giáo dục Đào tạo Thành phố Hồ Chí Minh, có cơ sở vật chất khang trang. Khuôn viên được bao bọc bởi bốn con đường là Lê Quý Đôn, Nguyễn Thị Minh Khai, Hồng Thập Tự cũ, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Công Lý cũ và Võ Văn Tần, Trần Quý Cáp cũ. Trường được khởi công xây dựng vào năm 1874 và hoàn thành vào năm 1877, dạy theo chương trình của Pháp. Từng mang tên Collège Jacques-Loubat, rồi Jean-Jacques Rousseau, rồi Trung tâm Giáo dục Lê Quý Đôn. Sau năm 75, trường được tách ra làm hai khu, Phổ thông Cơ sở Lê Quý Đôn và Phổ thông Trung học Lê Quý Đôn. Hiện được xem là một trong những ngôi trường trung học cổ xưa nhất ở Sài Gòn, với hơn 140 năm tuổi. Đây là cổng chính, địa chỉ 110 Nguyễn Thị Minh Khai, phường Võ Thị Sáu, quận 3. Những năm 80 thì đoạn này mang tên đường Xô Viết Nghệ Tĩnh, đến năm 1991 được đặt lại là đường Nguyễn Thị Minh Khai. Vừa bước qua cổng trường là chúng ta sẽ nhìn thấy bức tượng nhà bác học Lê Quý Đôn, với câu nói bất hủ của ông: phi trí bất hưng. Khoảng sân phía trước có nhiều cây kiểng tạo cảnh quan xanh tươi, mát mẻ. Dù đã trải qua nhiều lần trùng tu sửa chữa, nhưng hiện ngôi trường vẫn còn giữ được khá nguyên vẹn nét kiến trúc ban đầu, với mái ngói đỏ, tường vàng, cửa gỗ sơn xanh như kiểu xưa. Trường Trung học Phổ thông Lê Quý Đôn có bề dày thành tích tốt, là một trong những trường trọng điểm ở quận 3. Từng được công nhận là ngôi trường đầu tiên trong cả nước thực hiện mô hình trường tiên tiến hội nhập quốc tế vào năm 2006. Năm học 2023-2024 này, nhà trường tuyển sinh vào lớp 10 với số lượng 15 lớp,
và mỗi lớp có khoảng 36 học sinh đó cả nhà. Sài Gòn Mẹ Nhớ xin được kết thúc video ở đây. Cảm ơn các cô chú, anh chị và các bạn đã dành thời gian xem qua video này. Mến chào, tạm biệt.